Câu đố dành cho trẻ mầm non. Xe gì màu trắng, có chữ thập sinh, đèn màu nhấp nháy, chạy nhanh trên đường? Đó là xe gì các bé nhỉ? Câu trả lời: xe cứu thương. Xe gì lăn chậm như rùa, xe gì học tốc, tranh đua về đầu? Đó là xe gì các bé? Câu trả lời: xe đua, xe đạp đua.